Trong bối cảnh giật giá leo thang như hiện nay, đồng lương công nhân lắm lúc không đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Dạ, đúng như vậy chị Tuyết Anh. Từ đầu năm đến nay, cùng với giá xăng, giá lương thực thực phẩm tăng liên tục, cuộc sống người lao động ngày thêm chật vật. Hơn 10 năm làm công nhân sửa điện nước với mức lương 7 triệu đồng một tháng. Phải gói ghém lắm anh Triệu Hồng Cảnh mới đủ trả tiền thuê trọ và sinh hoạt hàng tháng. Giá xăng dầu tăng liên tục làm nỗi lo của anh ngày một lớn. Nếu như trước đây đi làm đổ 50.000 tiền xăng thì nay tăng lên 70-80.000 mới đủ một ngày. Kể cả những quán cơm hay là bán bún phở gì cũng vậy. Giá thành xăng thì tăng lên thì thực phẩm cũng phải tăng lên. Nếu cái gì thì khổ cho người dân thôi. Giá nhiên liệu lên cao kéo theo phí vận chuyển tăng, vì vậy mà giá thực phẩm cũng tăng. Tại chợ Vị Thanh, mặt hàng hải sản như tôm, cua, mực tăng từ 20.000 đến 50.000 đồng một ký. Chừng một tháng nay là dân ở đây bọn chị đều bán ế lắm, bán không được. Tại đồ tăng quá rồi dân người ta ngán tiền, đồ mắc lên một ký lô mấy chục ngàn. Giá cả các mặt hàng leo thang, người tiêu dùng phải cân đo trong chi tiêu hơn cho hợp lý. Trước đây đi chợ, chị Nga thường mua thực phẩm dự trữ trong nhiều ngày, thì nay chị mua dùng đủ một ngày. Giá cả nói chung là giặt cá, mắm, cái gì nó cũng lên chứ. Thì mình cần xài thì mình mua thôi, chứ nó nạo ngay thì nó cũng ngán lắm. Chứ như mình cầm tiền thường thường, cái túi tiền mình cầm đi chợ, mình cầm 300 ngàn đi. Bây giờ mình cầm phải 500 đến 600 mình mới mua được cái số lượng đó. Thu nhập của nhiều đối tượng lao động không tăng, trong khi giá xăng dầu, thực phẩm cứ nhảy giọt. Không ai biết cảnh giật giá leo thang sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ.